quá ta sắp tới thăm nụ phà quê nè sẽ đa số thi phụ huynh tu tế phụ tu sở phụ mang các năng rất thân tu sở phụ đệ quá ta sắp tới sân cả hai nụ phà quê nè sẽ đa số thi phụ huynh tu tế tất cả hạnh phúc phần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quá đức của chư Phật do nhờ quá đức của giáo pháp do nhờ quá đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người cho thân là thô sự tổ rô nô hô bồ tát sa ca ne rô vô sự tổ hồi sa ha sa bê nha thi quy sa thân là tham sự vị tạo rô nô ha bồ tát sa ca ne rô ga sự tổ hồi sa ha sa bê nha thi quy tề thân là tha sự tạo rô nô ha bồ tát sa ca ne rô ga sự tổ hồi sa ha sa bê thiệt nhà tị quyên cầu xin cho các thiền chứng được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiền chứng khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xà thú xà thú lầy a ca sát tha chất vùng ma ta đê hoa na ga ma hít hi ca bùn nhang nô anu mô đàn du chi răng đắc hàn du sa sa năng a ca sa tha cha phum ma ta đê hoa na ga ma hít hi ca bùn nhang nô anu mô đàn du chi răng đắc hàn du nô ga ru a ca sa tha cha phum ma ta đê hoa na ga ma hít hi ca bùn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rắc khăn tu pa ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bùn nhang nô anu mô đàn tu chi răng đắc hàn tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài chuyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tất bằng kí ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no áp thi ye cha sát ta a sanh ni no ca tăng buôn nha pha lăng may hăng sát bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng in năng buôn nha pha lăng ma ya ye cha tát thân a cha nam ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp đề lô cầm hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều làm phước báo của lên có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lầm y đăng vô nhà ti năng hồ tú xuất ký ta hồn tù nha thá dô nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đăng quá ta nô vùn nhàn a quá khá già quá hằng hồn tú do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm
Y đăng mê buồn nhân nhất bà nát sát bách cha dừa hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trong đời này và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy và ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong gương Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này, trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch này. Và phần nghi thức là tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới. Hồi hướng phước đã hoàn tất, chúng con thành kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thân tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên tất cả sớm đoạn tận phiền não và mong chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, và nghi thức đã hết. Dạ, 4:30 ạ. Dạ, dạ, trong phần đọc tam quy ngũ giới có gì sơ sót, con xin sám hối trước tam bảo, trước quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý Phật tử. Dạ, con kính dâng đức đến sư trí đức, xin ngài bắt đầu kinh dạy kinh pháp cú ạ. Dạ, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn thiện đức tăng, xin chào quý Phật tử nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 99, và đây là câu Phật ngôn cuối cùng trong cái phẩm A La Hán. Khi mà học hết cái phẩm A La Hán này thì chúng ta có một buổi để ôn lại. Quý vị thích vị A La Hán nào, hoặc là trong phẩm A La Hán này quý vị cảm thấy cái phương pháp để trở thành một vị A La Hán, hoặc là tư cách của những vị A La Hán, quý vị sẽ có một buổi để chúng ta ôn lại phẩm này và ưu khuyết điểm chúng ta sẽ đưa ra để mà thảo luận. Thảo luận ở đây tức là chúng ta nương vào những câu Phật ngôn này, rút ra những cái hay cái đẹp để chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Đó là mục đích của chúng ta học những lời Phật dạy. Và bây giờ trước khi đi vào câu Phật ngôn 99, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Gotamo Sampagaru Hicchet Thakko Loka Sasatha Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tối thượng nhân chủ kỹ năng lượng tư đế, ngài đã tính tường thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô giác tá sa sát thu nô lô ca nô mình thả sa mê nà thà lô cô sắp bà nhu bút thọc bất đi phù tí sành nhá tô quảng đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý nhân vàng, như là sôi sáng vạt mạng vô minh,
phá tan, làm đặc chúng sinh, đại diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Hoàng, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý sư thù thu các tá sát xà quá cô sĩ khà xúc tà mù quá các thầm mất thích thất cô niên đà bất sân xà đi hát nà đá rù quá rù hoàng đà mất hành tầm đá ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lãnh hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận ác tây giá tê chê nó sẽ khà mê ê tu quán thanh ẩn ta xà bí ả nút pha quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chạch tú cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 99. Quý vị nhìn lên thấy bài học không ạ? Ramani ya ni aranya ni Ramani ya ni aranya ni Ramani ya ni aranya ni. Dạ qua câu số 2. Yat thanaramati chano Yat thanaramati chano Yathana Ramati Chano. Này, nhưng đường âm cũng hơi dễ bị bắt ha. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Ramani Yani Aranya Ni Yathana Ramati Chano Ramani Yani Aranya Ni Yathana Ramati Chano Ramana Ramaniya Ni Aranya Ni Yathana Ramati Chano. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Vitaraga Ramisanti Vitaraga Ramisanti Vitaraga Ramisanti. Rồi câu 4. Na tề ca ma ga quê si nô Na tề ca ma ga quê si nô Na tề ca ma ga quê si nô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Vì ta ra gà ra mi sành thì na tề ca ma ga quê si nô Vì ta ra gà ra mi sàn thi na tề cà ma gá quê si nô Vì ta ra gà ra mi sàn thi na tề cà ma gá quê si nô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu Phật ngôn 99. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati chano vi ta ra ga ra mi san ti na te ka ma ga we si no. Cái gì xem Ramani ya ni Ramani ya ni chữ ni ya chẳng phải ni hả? Ramani ya ni aranya ni quý vị nghe giọng đọc ha. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati chano vi ta ra ga rami san ti na te ka ma ga we si no. Đọc lại ha.
Ramani yani aranya niyan sanaramati chano vitara ya ramisantina te ka magawe sino. Đó là một cách đọc. Cách đọc thứ hai: Ramani yani aranya niyan sanaramati chano vì ta là gà rami sanh thi na tề ca ma ga quê si nô. Cái đọc thứ hai thì chúng ta phải nhìn chia ra và dừng lại cuối câu số 2 ha. Chắc là một câu, câu Phật ngôn này chúng ta đọc hai hơi, đọc một lần hai câu, và cuối câu số 2 đó là trường âm. Ramani ya ni aranya ni yat sana ramati chano. Chúng ta dừng lại đây, cảm thấy này nó thoải mái hơn ha. Alo, Sika Nhật Quỳnh chỉnh lại chữ Ramani ni ya. Chữ ni ya mình thấy chữ nó giống như là ni ya ha. Sika thắc mắc á. Ramaniya, đúng rồi, chữ đỏ đen đẹp nữa, thấy rõ ràng nữa. Rồi Si Kim còn thắc mắc không? Có vậy nên là bái phục, tay bàn tay kiểu này là bái phục là Si Nhật Quỳnh công nhận. Thế là sai đâu sửa đó ha, một cách rõ ràng ha. Rồi còn gì thắc mắc? Đọc lại ha. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati kano vitara ga ramisan tinate ka magawe sino. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati kano vitara ga ramisan tinate ka magawe sino. Đó là hai cách đọc ha, về trường âm và ngắn âm. Rồi bây giờ qua dòng kệ không đồng đều nhau, chắc là câu ba, câu hai, câu ba, câu bốn là tám từ, nhưng mà câu đầu tiên thì hơi nhiều hơn một tí, không sao. Rồi bây giờ kể như thế nào? Cả mani gia Aranya niyan sanara mati chano vitaraga ramisanti na tekama gawe sino. Ramaniya niyaranya niyan sanara mati chano vitaraga ramisanti na tekama gawe sino. Đọc lại. Ramaniya niyaranya niyantanara mati chano vitaraga rami santi na te kama gawe sino. Ai thay núi rừng chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Rồi xin mời bàn tay của quý vị siết mít ta, siết kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Kim. Ta cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn học trò.
Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 99 ạ. Ramaniya ni aranya ni yatana ramati chano vitaraga ramit santi nateka magawe sino. Dạ, con xin phân tích. Ra ma ni là ba đoạn âm, gia trường âm thông thường. Ní á là hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ní đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá, ná, rá, má là bốn đoạn âm, ti trường âm thông thường, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ramani ya ni aranya ni yatana ramati chano. Câu 3. Quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra ga hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mít san hai trường nhấn, tí ná hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Quy ta ra gà ra mít san tí na tê ca má gá quê xí nô. Và con đọc lại hết bài. Ramaniya ni aranya ni yatha na ramati chano. Vitaraga ramit santi natte kamaga we sino. Ramaniya ni aranya ni yatha na ramati chano. Vitaraga ramit santi natte kamaga we sino. Khả ái thai núi rừng chỗ người phàm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ramaniya ni aranya ni yatana ramati chano. Quy ta ra ga ra mít sân ti na tê ca ma ga quê si no. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 99. Lâu lâu sư biên sai cái sự thi sư đọc không có đúng giống như sư đang biên, giống như hôm qua nói qua mà qua hôm qua, bữa nay qua nói qua hôm qua mà qua qua, làm tụi con qua nhưng không biết đường đâu rồi. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Cũng có ba người này thôi à, không mai cô biết trà học giáo pháp ba người nghe rõ là đủ rồi đó. Thôi con xin trả bài đi. Đầu năm nói la kè, nói tào lao thiên địa, nói cùng ngay nó qua đó lỡ việc kiện sư vũa sư lan làm gì gọi là tinh dĩ đoan đó. Đầu năm đạm vậy, nguyên năm đạm vậy. Con thấy lúc nào con cũng làm giống vậy hết, không gì, không gì lạ chừng. Cho nó vui vậy đó. Thôi có bài nha. Sư chích ngừa rồi, chắc sư không có khỏe đâu. Thôi sư đi nghỉ mệt đi sư. Còn trả bài.
Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 919. Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Jano Vy Taraga Ramisan Tinateka Magawe Sino Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Jano Vy Taraga Ramisan Tinateka Magawe Sino. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Rá má ní ba đoạn âm, đa trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, ranh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, ní đoạn âm. Câu số 2, dắt trường âm ngắn, thá ná rá má bốn đoạn âm, ti trường âm thông thường, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Chano Vy Taraga Ramisantinateka Magawe Sino. Phân tích câu số 3. Vy trường âm thông thường, tá đoạn âm, raga hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, nis san hai trường âm ngắn, tí đoạn âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, ná đoạn âm, tê ca hai trường âm thông thường, má gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Vì ta ra gà ra mi san ti na te kha ma ga we si no Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Chano Vy Taraga Ramisantinate Kha Magawe Sino Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Chano Vy Taraga Ramisantinate Kha Magawe Sino Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Chano Vy Taraga Ramisanti Nate Kama Gawe Sino Ramaniya Niyaranya Niyakana Ramati Chano Vy Taraga Ramisanti Nate Kama Gawe Sino Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú số 99. Sư con có gì, có bị nhân gì không sư? Có nhân, có nhị gì sư nói cho con biết nữa sư. Quý vị thấy tôi có bị sai gì không? Quý vị nói cho biết nha. Trời ơi, coi phe trai, vỗ tay vỗ chân mà. Rồi, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân và chúc quý vị được một buổi đọc an vui. Xin mời quý vị kế tiếp nghe. Dạ, để ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư trí đức. Quý chư Tăng và các cô công nữ, kính chào toàn thể đàn. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 99. Ramaniya Niyaranya Niyatthana Ramati Chano Vitaraga Ramisanti Nateka Magawe Sino Ramaniya Niyaranya Niyatthana Ramati Chano Vitaraga Ramisanti Nateka Magawe Sino. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Rá, má, ní là ba đoạn âm. Gia là trường âm thông thường. Ní, á, hai đoạn âm. Răng, trường âm nhấn. Nha, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Giác, trường âm nhấn. Thá, ná, rá, má, bốn đoạn âm. Ti, trường âm thông thường. Chá đoạn âm,
nô trường âm thông thường. Rama ni già ni a rằng nhà ni dắt thân rama tì cha nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra ga là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mít san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ná đoạn âm, tê ca hai trường âm thông thường, má gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Vì ta ra gà ra mít san tí ná tê ca má gá quê xí nô. Dạ con xin đọc hết câu Phật cú số 99. Ramani ya ni aranya ni yattha na ramati cha no vi ta ra ga ra mi santi na te ka ma ga we si no. Ramani ya ni aranya ni yattha na ramati cha no vi ta ra ga ra mi santi na te ka ma ga we si no. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì đi tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Dạ con xin kệ ạ. Ramaniya nyanyani yathana ramati chano vitalaga ramisante na te kama gawe sino. Ramaniya nyanyani yathana ramati chano vitaraga ramisante na te kama gawe sino. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 99. Ramani ya ni aranya ni yat thanaramati chano vitaraga ramit santina teka maga we si no. Câu 2. Ramani ba đoạn âm, ya trường âm thông thường, ni á hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ni đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá ná rá má bốn đoạn âm, ti trường âm thông thường, trá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ramani ya ni aranya ni yat thanaramati chano. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra ga hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mít xanh hai trường âm nhấn, tí ná hai đoạn âm, tê ca hai trường âm thông thường, má gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Quy tắc ra ga ramit sang tinak te ka maga we si no. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 99. Ramani ya ni aranya ni yat thana ramati cha no. Quy tắc ra ga ramit sang tinak te ka maga we si no. Ramaniyani aranyani yathana rahamati chano vitaraga haramisanti nate kamaha gawe sino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham
ưa thích vì không tìm dục lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính thánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ ngài chư đức, quý sư, quý bà, quý cô chư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 92 99. Ramaniya ni aranya ni yantha na ramati jano vitara ga ramin santina te kama ga we sino Ramaniya ni aranya ni yantha na ramati ramati jano vì ta ra gà ra minh sẵn tí na tê ca ma ca quê xí nô. Con xin phân tích câu 1 và 2. Rama ni ya ni a ran ya ni yán tha na rama tì cha nô. Rama ni ba đoạn âm, ya trường âm thông thường, ni đoạn âm á đoạn âm, ran trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, ni đoạn âm dắt trường âm nhấn, thá, ná, rá, má, bốn đoạn âm, ti, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Rá ni ya ni a ra nhà ni yat tha na ra ma ti cha nô. Câu 3 và 4. Vì ta ra ga ra minh san ti na te ka ma ga we si nô. Quy trường âm thông thường, á đoạn âm, ra ga hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mis san hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ná đoạn âm, tê trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má đoạn âm, gá đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, đô trường âm thông thường. Vì ta ra ga ra mít sẵn tí na tê ca ma ca quê xí nô. Ra ma ni ya ni a ran ya ni yat tha na ra ma tê cha nô. Vì ta ra ga ra mít sẵn tí na tê ca ma ca quê xí nô. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Raga ni ya ni ya ran ya ni yan tha na ra ma ti cha no vi ta la ga la min san ti a te ka ma ve si no Rama ni ya ni aran ya ni yan tha na ra ma ti cha nu vi ta la ga ra min san ti na te ka ma ga we si nu. Dạ thưa con, đã đọc con có sai xin ngài chỉnh sửa dùm cho con. Con kính tri ân ngài và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin kính lãnh lễ sư trí đức, con xin kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 99. Ramani ya ni aran ya ni yat tha na ramati cha no. Vì ta ra ga ramisan ti na te ka ma ga we si no. Ramani ya ni aran ya ni yat tha na ramati cha no. Vì ta ra ga ramisan ti na te ka ka ma ga ga we si no. Ramani ya ni aran ya ni yat tha na ramati cha no. Vì ta ra ga ramisan ti na te ka ma ga we si no. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ramani ya ni aran ya ni yat tha na ramati cha no. Ramani là ba đoạn âm, ya trường âm thông thường. Ni á là hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, nha trường âm thông thường. Ni đoạn âm, yat
trường âm nhấn, thá ná rá má là bốn đoạn âm, ti trường âm thông thường, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Quỳ ta ra gà ra mít sàn tí ná tề cà má gà quê xí nô. Quỳ là trường âm thông thường, tá đoạn âm, ra gà là hai trường âm thông thường, ra đoạn âm mít sàn là hai trường âm nhấn, tí na là hai đoạn âm, tê trường ca là hai trường âm thông thường, má gá là hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ramani ya ni ya ran ya ni ya tha na ramati cha no quỳ ta ra ga ramisan ti na te ka ma ga quê xí nô. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Dạ, con đã đọc xong, nếu có gì sai sót, xin kính mời sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con xin cảm ơn cô Tâm Hạnh đã gửi bài, và con xin nhường mic cho cô niệm từ. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Tha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ bí âm thanh rõ. Cảm ơn Sis Meta, cảm ơn Chương Vũ và cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Sis Kim. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 99 hôm nay. Ramani ya ni aran ni Niyatthana ramati chano Vitara garamisantina te kamaga we sino Ramani yani aranya niyatthana ramati Ramati chano Vitara garamisantina te kamaga we sino Ramani yani aranya niyatthana ramati chano vitara garami santina te ka maga we sino. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Rama ni là ba đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ni á ra là ba đoạn âm, ni á là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2, yat là trường âm nhấn, thá ná ra ma là bốn đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 3, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra ga là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mis san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 4, ná là đoạn âm, tê ca là hai trường âm thông thường, má gá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ramani ya ni aran ni yat thana ramati chino Vitara garamisantina te kamaga we sino Ramani yani aranya niyatthana ramati chano Vitara naramisantin Vitara garamisantina te kamaga we sino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ramani yani aranyani yanthanara matichano
vì ta ra ga ra mi san ti na te ca ma ta quê si no Ramani ya ni aranya ni yantana ra mati jano vitara ga rami santi nyate kama ga we sino. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Xin mời Giang và Thạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật, cô Niệm Tình. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 99 ngày hôm nay ạ. Ramani ya ni aranya ni yathana ramati jano vitara ga ramit santi na te ka maga we sino Ramani ya ni aranya ni yathana ramati jano vitara ga ramit santi na te ka maga we sino Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ramaniya ni aranya ni yathana ramati jano. Ra, ma, ni là ba đoạn âm. Cha là trường âm thông thường. Ni, á là hai đoạn âm. Ran là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Ni là đoạn âm. Yath là trường âm nhấn. Tha, na, ra, ma là bốn đoạn âm. Ti là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ramaniya ni aranya ni yathanam ramati chano. Dạ câu số 3 và câu số 4. Vitaraga ramit santinate ka magawe sino. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra, ga là hai trường âm thông thường. Ra là đoạn âm, mis là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ná là đoạn âm, t, k là hai trường âm thông thường, má, cá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Vì ta ra gà ra mít san tí ná tê ca má gà quê xí nô. Dạ con xin đọc lại ạ. Ramani ya ni aranya ni yathana ramati jano vitara ga ramit santinate ka magawe sino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ramaniyani aranyani yathanaramati chano vitaraga ramisanti natekamagawesino Ramaniyani aranyani yathanaramati chano Vitaraga ramit santi na te kama ga we sino. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin kính mời cô Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng ạ. Và cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Nơi con xin đọc câu pháp cú số 99. Ramani Yan
Ramani ya ni aran nya ni at yathana ramati chano vitara ga ramisantinate ka magave sino Ramani ya ni aran ni yathana ramati chano Ra là đoạn, ra má là hai đoạn âm, ni ya là hai trường âm thông thường, ní á là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2, giáp là trường âm nhấn, thá, ná, rá là ba, má là bốn đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Ramani ya ni aran nya ni yathana ramati chano. Câu số 3 và câu số 4. Vitara ga ramisan tinate ka maga ve sino. Vitara ga ramisan tinate ka maga ve sino. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra ga là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn. Vi dạ tự gì trong phúc hạnh đọc theo như trong cái sách đó, tự gì không có thấy bài á, có gì từ trong cái sách pháp cú là Vitaraga. Dạ có gì bốt bài, bốt bài cho phúc hạnh đọc theo như trong cái bản ở trên râm mà. Dạ cảm ơn cô Nhục Quỳnh ạ. Giờ phúc hạnh xin phân tích lại câu 3, câu 4 ạ. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ra, ga là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 4. Ná tê ca ma ga vê si nô. Ná là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má gá là hai đoạn âm. V là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Raman Ramaniyani an Ramayani aran nyani yat thanaram machitano chano vitaraga ramisantinate kam Magave sino Rama Ramani yani an Rama yani aranya niya yap thana ramati chano vitara ga ramisantinate ka magave sino khả ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ramaniyani aranyani yathanaraha mati chano vitaragaha ramisantina Tê ca ma ga ve si no. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã bót bài. Dạ con sẽ vị tiếp theo ạ.
Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Phụ Pháp, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 99. Ramani Ranya Nirat Thana Ramati Chano Quita Raga Ramit Santina Te Kamaga Vesino Ramani Ramani Rani Aranya Nirat Thana Ramati Chano Quita Raga Ramit Santina te kamaga que sino. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ramani ni aranya nira nirathana ramati chano. Ra ma ni là ba đoạn âm. Ra là trường âm thông thường, ni là đoạn âm. Ní á là hai đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, nha trường âm thông thường. Ní đoạn âm, rát là trường âm nhấn. Rát là trường âm nhấn, thá, ná, rá, má là bốn đoạn âm. Ti là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nâu là trường âm thông thường. Ramani, ramani, ra, ni, a, ranh, nha, ni, rát. Thana Ramano câu 3 và câu 4. Quy ta ra gà ra mi sa te ka ma ga que si no. Quy là trường âm thông thường, tá là âm, ra ga là hai trường âm thông thường, rá rá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí và đàn âm. Ná là đàn âm, tê, ca là hai trường âm thông thường. Má là đoạn âm, má gá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đàn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại toàn bài. Rama ni ranya ni ra ratana rama ti chano kuitara garami santina te ka maga que sino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Ramani Rani Aranyani Rathani Naramati Chano Kuitaraga Ramit Santi Natem Na te kama ga kwe sino. Ramani rani aranya nira nirathana ramati chano kuitaraga ramit santi Na te kama ga kwe sino. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong, con có sai mong Ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Thiện Ngũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con cảm ơn Học Giáo Pháp. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức,
Đại đức Pháp Trang cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng, nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục bình kính lễ cô tu nữ phước hạnh, nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, đó, nhục bình thay lời nên nhục bình mới đưa tay trả bài đó. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang đã ôn bài Pháp Quốc Kinh số 99 chưa bạch sư? Dạ, nếu sư chưa có ông bà, nếu sư còn trước máy, sư có cho con một tín hiệu, con cung thỉnh sư ạ. Dạ, sa thú, dạ con kính nhân mít thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được các ông lại ông con Pháp Cú tu chính. Và hôm nay quý vị nghe âm thanh rõ. Gamani jani aranya ni jatana gamati chano vita ga ga gami santinate kama gawe sino. Hơi nhỏ nè. Dạ, mi sao mi. Gamani jani aranya ni jatana gamati chano vì ta ga 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 mi chẳng tên na tê ca ma ga vê sĩ nô ga ma ni ya mi a ga nhà ni ga ta na ga ma ti ca nô vì ta ga 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 mi chẳng tên na tê ca ma ga vê sĩ nô cả ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm vì không tìm dục lạc. Bây giờ xin gửi lớp gửi mất lại cho quý vị. Giờ gửi mất lại cho cô Nhật Quỳnh một phút tài nhé. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tràng. Dạ, hôm nay âm thanh của sư nghe tạm được bạch sư. Nó không như ngày hôm qua, nó tốt hơn ngày hôm qua bạch sư. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Quốc Kinh số 99 ạ. Dạ, chúc chị Mách Ta được an vui. Ramaniya ni aranya ni yatana ramate chano vi taraga ramisantinate ka kamawe sino. Ramaniya ni ra. Con xin đọc lại. Ramaniya ni aranya ni yatana ramate chano vi raga raga ramit santinate ka magawe sino. Con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ramani ba đoạn âm và trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ní đoạn âm, giá trường âm nhấn, thá na ra má ba đoạn âm, ti trường âm thông thường, chá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ramaniya ni a ranh nhà ni giác thana ramati chano. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Vì trường âm thông thường,
tá đoạn âm ra ga hai trường âm thông thường, rá đoạn âm mít trường âm nhấn, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, ná đoạn âm, tê ca hai trường âm thông thường, má gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường, quy ta ra ga ramisantinate ka maga quê sino Ramaniya ni aranya ni ya tanarat mati chano vi tara ga ramisan tinate ka gama we sino Ramaniya ni aranya ni ya tanaramati chano vi tara ga ramisan tinate ka ga Magawe Sino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Và con xin phép được kể ạ. Ramaniyani aranyani yathanaramati chano vitaraya ramisanti inate kama yame yawe sino Ramaniyani aranyani Aranya ni yatharama ticha. Dạ, con thành kính đảnh lễ để được tuệ đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con nhìn màn hình con bị vấn tâm. Con xin được kể lại ạ. Ramana ni Ramaniya ni Aranya ni yatharama ticha no vì ta ra ga ra mít san ti na te ca ma ca quê si no con thành lễ tri ân chư tôn đức nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con thấy đại đức tuệ đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ sư có thể ông bài cùng chúng con thì con cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Con kính dân mít đến đại đức tuệ đức ạ. Năm phút, vậy là đường nét của Đại Đức Tề Đức không ổn định rồi. Sư lại té mất tiêu rồi. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh không có trước máy nên Nhật Quỳnh không biết là còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, một lần nữa con thấy Đại Đức Tề Đức trở lại đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, nếu sư có nghe được âm thanh con, sư có thể ông bài sư cho con một tín hiệu. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, alo. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa chư Đức, đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 1, câu số 99. Ramaniya ni aranya ni yathanaramati saram Yathanaramati chano
quy ta ra ga ramit san tí na tê ca ba ga vi sê si nô khả ái thai núi rừng chỗ người phàm không ưa vì ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Ramaniya ni aranya ni ya thana ramati chano vitaraga rami santi nateka magawise magawe magawe sino Ramaniya ni aranya ni ya thana ramati chano vitaraga rami santi Nateka magawesino Ramaniya ni aranyani Yathana ramati chano Vitaraga rami santi Nateka magawesino. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức. Dạ, sư mới vừa vào là đã con đã thỉnh lên rồi. Dạ, con xin sám hối với sư tại con không thấy còn bàn tay gì nào nữa nên con thỉnh sư. Dạ, sư hoan hỷ cho. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài tri đức từ bi trở lại đạo tràng để chúng con học từ vựng và nhật quỳnh kính mời như vang. À, có từ vựng nha. Dạ, sư quan hỷ sư sư mới vào chưa có nhìn thấy kỹ bài. Dạ, Nam mô Bích Hai giá. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài Như Quang ơi, bớt bài Như Quang ơi. Nam mô Bích Hai giá. Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cái lễ để được pháp cha, để được tuệ đức. Sa thủ để được pháp cha. Máy của để được hình như có vấn đề, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ ha. Rồi để được tuệ đức, đường truyền cũng được tốt, để lên rớt xuống. Nhưng mà quý vị thấy tinh thần của chư tăng ha, và Đức Phật Trang nè, để Đức Tuệ Đức nè, rất là hoan hỷ khi tham gia mà đường truyền nó bị trục trặc như vậy á. Tinh thần coi như của chư tăng rất là tuyệt vời. Câu Phật ngôn 99 ngon vậy mà khó chứ không phải dễ nghe ha. Quý vị thấy câu Phật ngôn này có bốn câu ạ, nhưng mà nó trục trặc, khó đọc chứ không phải là dễ đọc, và cái ý nghĩa của nó cũng khó nữa. Chắc là khả ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa, đọc lẹo lưỡi luôn á. Nhưng mà tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao, nhất là vấn đề phân tích trường âm đoạn âm. Quý vị đã nắm vững được cái căn bản, cho nên quý vị rất là tự tin. Đây là một cái điều mà chúng tôi tán thán công đức của quý vị trong cái tinh thần học hỏi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Tại sao cái câu này là khó đọc và ý nghĩa như thế nào? Rồi bây giờ mời sư Như Quang chuẩn bị tinh thần ha. Ramaniya ni aranya ni, Ramaniya ni aranya ni. Câu đầu tiên chúng ta thấy có hai câu. Ramaniya ni là một, aranya ni là hai. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu Ramaniya ni tại sao
Tại sao? Ở đây Ramani Yani, cái từ Ramaniya đây là một danh từ trung tính ha. Akrantana Pung Sakalinya và Ramaniya ở đây được chia theo chủ từ số nhiều. Ramaniya này là đáng yêu, là khả ái, là đáng yêu, là khả ái. Căn ngữ của nó là căn ngữ ram. Ramaniya này là đáng yêu, là khả ái. Rồi từ thứ hai, Aranya ni. Aranya ni do cái từ Aranya. Aranya là một danh từ trung tính, Arantana Pung Sakalinga. Và Aranya được chia theo chủ từ số nhiều hả? Bhatama Bahuvachana. Và chúng ta thấy Aranya biến thành Aranya ni. Aranya ni là các khu rừng, các khu rừng. Rồi câu số 2, Yathanaramati Chano. Yathanaramati Chano, Yatha tức là nơi đó, chỗ ấy, nơi đó, chỗ ấy. Nơi đó, na là không. Rồi, Ramati. Ramati, thay vì chúng ta thấy động từ nó là Ramati hả? Nhưng mà trong vấn đề thơ văn thì nó sẽ trở thành Ramati. Ramati có nghĩa là thích thú, thỏa thích. Thích thú, thỏa thích. Ramati. Nhưng mà chúng ta biết đó là một động từ ha, Ramati. Rồi chữ chano. Chano do cái từ chana. Chana là một danh từ nam tính, akran tapung linga. Và chana ở đây được đứng làm chủ từ số ít, bathama ekavachana vipatti. Cho nên chana biến thành chano. Chano là người, chúng sanh. Người hay là chúng sanh. Vậy thì câu số 1, câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Ramatha đâu mất tiêu rồi. Câu 1, câu 2, Ramaniya ni Aranya ni Yathana Ramati Chano. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Các khu rừng yêu là nơi mọi người cùng thích thú. Các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Ai thầy núi rừng chỗ người phàm không ưa. Các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú. Rồi qua câu 3 và câu 4. Vì ta ra gà ra mít xanh tí. Vì ta ra gà ra mít xanh tí.
Quy tá ra ga, ở đây hai từ cộng lại, quy tá là một, ra ga là hai. Quy tá đây là một cái dạng quá khứ phân tử, do cái căn ngữ ý, tức là đi, căn ngữ này do động từ gách đi. Vậy thì ở đây quy tá cái dạng quá khứ phân từ này có nghĩa là đã được xa lìa, đã được đi qua, đã được xa lìa. Rồi ra ga, do cái từ ra ga, ra ga là một danh từ nam tính, Aron Tapung Rin Ga. Ra ga có nghĩa là tham mạnh, và ra ga ở đây được đứng làm chủ từ, được đứng làm chủ từ số nhiều. Bà tham a bảo quá cha nam người pha ti, cho nên ra gá biến thành ra gà. Hai từ này đi chung với nhau, quy tá ra gà có nghĩa là các vị có tham mái đã xa lìa, các vị đã xa lìa tham mái. Quy tá ra gà. Rồi bây giờ Ramisanti, động từ này số nhiều ha. Ramisanti cũng do cái căn ngữ Ram, tức là động từ Ramati ha. Căn ngữ Ram mà ở đây nói về tương lai ha. Ramisanti sẽ thích thú, sẽ thỏa thích, sẽ thích thú. Ramisanti sẽ thích thú, sẽ thỏa thích. Như vậy thì câu số 3, quy tá ra ga Ramisanti, các vị có tham ái đã lìa sẽ thỏa thích, các vị có tham ái đã được xa lìa sẽ thỏa thích. Và thỏa thích cái gì? Câu cuối cùng sẽ cho kết quả. Na tề ca ma ga huê si nô, na tề ca ma ga huê si nô. Câu cuối cùng, na là không, tề là các vị ấy, na là không, tề các vị ấy. Ca ma ga huê si nô, ở đây chúng ta thấy ca ma nó là một danh từ nam tính, a ran tha phun rin ga. Ca ma có nghĩa là dục lạc, tham ái. Ca ma là dục hay là dục lạc. Rồi ga quê si nô, ga quê si nô do cái từ ga quê si, ga quê si là một danh từ nam tính, y ran ta phung linh ga. Ga quê si là kẻ tìm kiếm, người tầm cầu, người tầm cầu hay là kẻ tìm kiếm. Và hai từ này đi chung với nhau, ca ma ga quê si nô, những kẻ tầm cầu dục lạc, những kẻ tầm cầu dục lạc. Ca ma ca quê si nô, ở đây đứng làm chủ từ ha. Những kẻ tầm cầu dục lạc. Vậy thì ở đây câu cuối cùng, na tê ca ma ca quê si nô,
các vị ấy không phải là những kẻ tòng cầu dục lạc. Câu cuối cùng, các vị ấy không phải là những kẻ tầm cầu dục lạc hay là tìm kiếm dục lạc. À, ở đây Ngài Hòa Thượng dịch vì không tìm dục lạc, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dư vị, chứ không phải là dư vị ha. Dư vị thì nó có vẻ đúng hơn, hay là vì không tìm dục lạc. Các vị ấy không phải là những kẻ tầm cầu dục lạc, chư vị hay chư vị cũng được ha. Chúng ta hiểu như thế nào cũng được, nhưng mà theo lối dịch của Ngài Hòa Thượng Ngài Giới Đức á, thì chúng ta hiểu vì không tìm dục lạc có nghĩa là vị chắc là những người đó. Bởi vì sao? Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Như vậy là vì không tìm kiếm dục trần thì cũng ám chỉ lại câu cuối. Vì là đúng, mà vị là vị câu số 3. Thôi thì bây giờ đã hiểu đại khái. Câu Phật ngôn 99: các khu rừng đáng yêu là nếu mọi người không thích thú, các vị có tâm ái đã lìa xa thì sẽ thích thú. Các vị ấy không phải là những kẻ tầm cầu dục lạc. Đọc ra ha. Các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú, các vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú. Các vị ấy không phải là những kẻ tầm cầu dục lạc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức của Thời Lục Bát: rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu thể thơ ngũ ngôn: khả ái khai núi rừng, chúng người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Khả ái khai núi rừng, chúng người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Sa thủ xin nhiều quan. Hôm nay như quan màu mè quá lá cạnh ha. Quý vị thấy xanh xanh đỏ đỏ ha, mà người lớn cũng thích nữa chứ đừng có nói mấy đứa nhỏ, người lớn thấy cũng sáng mắt ha, rõ ràng. Hôm nay sao xích nhiều quan chắc là vui vẻ như ba ngày Tết ha. Rồi xích nhiều quan có ý kiến gì hả, xin mời. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Huynh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, bạch Ngài, con thắc mắc cái câu số 1. Là theo như ngày xưa thì nó là Ramaniyani, dạ, Mariyani, Adanyani. Nhưng mà cái câu pháp cú này, chữ ní và chữ ni nó khác như thế nào bạch Ngài? Tại vì cái năm tháng 12 năm 2018 thì Ngài cho cái câu này là Ramani,
Dạ, để con được nguyên cái câu này ra. Thành ra con không hiểu chữ ni và chữ ní nó khác nhau như thế nào đó. Dạ, năm 2018 á, là cái câu của nó là như vậy. Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con là chữ ni và chữ ní nó khác nhau như thế nào. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. À, sa thủ xin nhận quân. À, 2018 à. Bây giờ 2022. Hồi 2018 đâu có dịch đâu. À, đâu có Covid đâu. À, 2022. À, hồi đó tới bây giờ thì thời gian nó cách biệt. Cái nào sai thì phải sửa nhé. À, nhật tăng, nhật tăng, nhật nhật tăng, rồi hữu nhật tăng. Hồi trước thì coi như là con sơ cơ, con coi như quờ quạ, cho nên Ramani. Còn bây giờ thì nó phải thay đổi gì chứ, thấy sai phải sửa. Mà sửa bây giờ cũng thắc mắc ha. Ramani già ni, Ramani già ni. Bây giờ cái từ Ramani giá thì bây giờ coi như rõ ràng ha. Do từ Ramani giá, và ở đây Ramani già ni hình thức số nhiều ha, hình thức số nhiều. Được căn ngữ của chữ này tức là căn ngữ của chữ rằm, à, căn ngữ rằm. Đáng yêu, khả ái. Rồi cái động từ của nó là Ramati. À, thắc mắc ở đây có nghĩa tại sao Ramati mà thành Ramati thì có lý hơn. Động từ Ramati mà sao ở đây trong ở đây lại là Ramati. Cái chỗ này thì chúng ta có thể thắc mắc. Bởi vì cũng là một từ ha, cũng là một từ. À, Ramaniya ha, Ramaniya, Ramaniya này ha, rồi Ramati, Ramati này, rồi Ramisanti này, Ramisanti cũng do một từ. À, cũng do một từ ha. Nhưng mà cái từ đó nó là danh từ, nó là tính từ, nó là cái gì gì. Đừng có nói nó là ông từ thôi. Nhưng mà mỗi trường hợp nó khác nhau. Đây là cái loại thơ văn ha. Ừ, cái loại kệ. Mà thơ văn kệ thì chúng ta thấy nó cũng tùy. À, cái động từ ha. Cái động từ mà nó trở thành một cái chúng ta thấy không phải nó là Ramati mà tại sao nó là Ramati động từ, nhưng mà đây ý nghĩa nó cũng là quả thích, thích thú. À, thì như vậy hồi năm 1918 thì nó khác năm 2022 hả? Ramani ya, Ramani ya đó là 2018. Còn bây giờ Ramani già ni thì quý vị cũng thông cảm ha. Hồi xưa nhỏ người non dạ, à, cho nên có những cái điểm như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta phải chấp nhận sai là phải sửa. À, thật sự cái sai này là 2018 và tới bây giờ. À, khi mà học tới cái này 2019, 20, 21 không nói, mà tới 22 nó đem ra mổ xẻ. Và đó là một điều mà chúng ta nhận thấy rằng mấy năm trời chúng ta đã sai. Rồi, sa thú, cảm ơn xin Nhật Quỳnh ha. Ramani già ni, chứ không phải Ramani già ni như
năm 2018 ha. Rồi xin chấp nhận sửa sai cái điều này, đó là sai năm 2018 và bây giờ được nêu lên để chúng ta thấy cái sai hồi năm đó. Quý vị quan nghĩ ha. Rồi chỉnh lại dùm xin Nhật Quỳnh. Trong sách bây giờ chúng tôi cũng mới phải sai, quê làm lại, sai thì sửa, chính xác. Rồi tại sao sai, tại sao quê sai và quê, bởi vì cái duyên sư của Phật ngôn này sai quê để thấy ai sai ai quê đây, giữa Chư Tăng và Phật tử ha. Rồi quý vị chuẩn bị tinh thần để nghe duyên sự chưa? Alo, câu Phật ngôn 99 là câu cuối cùng trong phẩm A La Hán. Quý vị có chuẩn bị tinh thần chưa? Có nghe âm thanh rõ không? Bởi vì khi quý vị nghe rồi quý vị mới tổng kết được. Tổng kết để coi như trong phẩm A La Hán này có những cái chỗ nào quý vị tâm đắc và thích cái vị A La Hán này, rồi thấy rằng ồ cái chỗ này tại sao là phải thắc mắc, thì thắc mắc đó quý vị cũng có thể đưa lên để chúng ta coi như sinh hoạt thảo luận với nhau ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Ngài đề cập đến một người phụ nữ. Tại sao có người phụ nữ ở trong này? Đây là lúc mà quý vị phải tò mò thắc mắc. Có một người phụ nữ là một gái kỹ nữ ở thành, không biết kỹ là cái gì không biết nữa, nhưng mà ở đây cô ta đã hẹn hò với tình nhân, là cô ta nói rằng tôi sẽ đến nơi đó anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi. Nhưng khi người phụ nữ đến chỗ hẹn thì gã nhân tình lại không đến, cô ta thất vọng, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, rồi đi vào trong cái vườn bách thảo. Rồi cô ta trông thấy có một vị trưởng lão đang ngồi kiết già. Cô ta nhìn quanh nhìn quất, không thấy ai khác. Rồi tự nói thầm rằng ồ đây là một gã thanh niên, ta sẽ giải tỏa tâm sự với anh chàng này. Vậy thế là cô ta đứng ngay trước mặt vị trưởng lão đó, cởi áo choàng bên ngoài ra, cởi ra rồi lại mặc vào. Và cô ta làm nhiều lần như vậy, rồi thấy cái vị này cũng tỉnh bơ. Cô ta xả tóc ra rồi bới tóc lại, rồi là vỗ tay, là cười chọc kẹo. Vị tỷ này sinh ra cái tâm kinh cảm, toàn thân rẫn tóc gáy lạnh xương sống. Vị này mới nghĩ ô cái gì vậy đấy. Và chính ngay lúc đó bậc đạo sư Ngài đã dùng Phật nhãn để quán xét. Ồ vị tỷ kheo này đã xuyên đề mục tu tập nơi Như Lai để hành sa môn pháp, và hiện giờ tiến hóa như thế nào đây. Rồi bậc đạo sư đã thấy cái cô nàng kỹ nữ đang lơi lả để quyến rũ vị tỷ kheo, và biết được sự phát tâm kinh cảm của vị tỷ kheo này. Ngài vẫn ngồi yên trong hương pháp, nhưng mà nói với vị tỷ kheo kia rằng này tỷ kheo, cái chỗ ở không khả ái của những người đi tìm dục lạc như vậy chính là cái chỗ ở khả ái của những người xa lánh tình dục. Rồi bậc đạo sư phóng hào quang soi sáng đến vị trưởng lão, đồng thời Ngài thuyết pháp và ngâm câu kệ mà chúng ta đang học nè, câu
chương 19 này để đưa lên cho quý vị thấy. Ramaniya ni aranya ni yat thana ramati chano quỳ ta ra gà ra mi san ti na te ka ma ra về si nô cả thay núi rừng chúng người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc đẩy câu Phật ngôn 19 những cái từ mà chúng ta thấy trong này tức là aranya ni những cái cánh rừng đáng gọi là khai là những khu rừng có những cái cây trồng từng khóm chỗ đầy hoa đủ màu sắc cảnh trí tuyệt đẹp là có đủ nước trong mát trong bốn mùa thì đó là những cái nơi mà khá hái những cái nơi mà đẹp nhưng mà ở đây trong nghĩa khu rừng như đã nói trên thì theo nghĩa rộng đó là những cái rừng sen ha thì cái giống ruồi ở trong làng xóm là những con người đi tìm dục lạc không ưa thích tức là những cái nơi vắng vẻ những cái nơi mà khá ấy như vậy nhưng mà những cái người với tâm phiền não với cái tâm tìm cầu dục lạc vui thích trong hữu trần thì họ thấy rằng những cái nơi vắng vẻ đó là những cái nơi mà họ không thích thú. Tại sao? Đối với các cái vị mà đã xa lìa tình dục, có nghĩa là những cái vị A-la-hán gánh nặng xuống thiện và ác các ngài đều bỏ qua một bên, thì chính những cái vị này đã xa lánh tình dục, ưa thích với những cảnh núi rừng, giống như những con ong nó ưa thích cảnh rừng núi và nó không làm hại những cái nụ hoa. Và các cái vị đó là những người không phải là đi tìm dục lạc, bởi vì các vị đó đã hưởng được cái hương vị giải thoát. Các ngài là những bậc mà ta như chỉ còn cái thân uẩn thôi. Cho nên qua câu Phật ngôn này, vị tỳ kheo đã chứng đạt thánh quả A La Hán với tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi, rồi bay bổng lên hư không, ca ngợi ân đức của bậc đạo sư và đáp xuống đảnh lễ dưới chân ngài rồi ra đi. Với duyên sự này chúng ta thấy rằng vườn cây cổ thụ ít người qua, hành giả ngồi thiền chân kiết già, cô ả đời mèo lâu chẳng thấy, cực treo trưởng lão hành đầu đà, cực biết ngày xưa phát cảm kinh, phóng hồng quang chói sáng rừng sinh, dạy rằng dục lạc đời ưa thích, là hắn không theo lối thế tình. Câu Phật ngôn 99 đã khép lại cái phẩm A La Hán. Và câu Phật này cho chúng ta thấy những vị tỳ kheo đầu đà tức là thích nơi thanh vắng, thích nơi rừng núi, thích những cái cảnh mà nhàn cư độc định, thì các vị đó sống với chính mình, nương nhờ nơi chính mình, hưởng sự an lạc. Và như những cái dục lạc của thế gian là gạt bỏ một bên. Và hiện nay trên thế giới tại Bangladesh, tức là khu rừng Chittagong, có một cái thiền viện để huấn luyện những vị tỳ kheo đầu đà và chấp nhận cái đời sống tu tập. Thì các vị đó đã tham gia một lần huấn luyện là 50 vị, có khi 100 vị thì vô sống trong rừng tu tập trong những cái thiền viện hoặc là do những vị mà thiền sư hướng dẫn, và chọn những cái nơi thanh vắng để tu tập. Mục đích để làm gì?
để ly tham. Tham ở đây tức là cam á, những cái dục lạc của thế gian, gạt bỏ qua một bên để cái tâm được an trụ trong thiện pháp. Thì như vậy thời kỳ của Đức Phật chúng ta cũng thấy có những ma vương theo dụ dỗ, theo phá phách và theo kêu gào những cái người tù để họ coi như phá giới. Và chúng ta thấy họ không từ một thủ đoạn nào, và trong cái sự tu tập thì có rất nhiều trở ngại, nhưng mà trở ngại quan trọng nhất là cái tâm của mình bị tham mái chi phối. Cho nên ở đây khả ái thay núi rừng. Và cái từ Nippan á là một từ mà chúng ta thấy đi ra khỏi rừng. Nippan á tức là đi ra khỏi rừng. Mà rừng gì? Phiền não khổ đau, phiền cái rừng vô minh ái dục. Cho nên núi rừng rất đẹp. Nhưng mà đối với những người thích độc cư nhà tịnh, nhưng mà chúng ta có đi ra khỏi cái núi rừng đó hay không theo cái tiền Niết Bàn ạ? Rồi, đây là một câu Phật hôn mà chắc quý vị có nhiều vấn đề thắc mắc. Bây giờ còn 20 phút nữa, quý vị có ý kiến gì về câu Phật hôn 99? Khi mời quý vị tham gia. Và sau khi xong câu này, tức là tuần sau quý vị sẽ có một buổi ôn lại cái phẩm A-la-hán này ha. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Ồ, như vậy quý vị tuyệt vời, không ai có ý kiến hả? Ồ, xà thủ Chí Nhật Quỳnh, xin mời. Dạ, xà thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng tư vấn cũng như biên sự câu pháp của kinh số 99. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài dùng tạm tách nước ở chùa Ngọc Đạt nghỉ ngơi trong giây lát để chờ đạo tràng có câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để có gì thắc mắc xin đưa bàn tay lên để nhờ Ngài hỏi, Ngài trả lời để tu tập cho được tốt đẹp hơn trong câu cấp cứu này. Dạ, trong khi chờ đợi câu hỏi, Ngài cho con hỏi một câu. Dạ, xin mời bàn tay quý vị nha. Dạ, bạch Ngài, con nghe Ngài nói ở cái rừng Banedat đó là tu thiền. Ví dụ như mà Chư Tăng người Việt Nam mình qua đó tu thiền thì làm sao để mình có thể mà tu tập được theo lời của quý Ngài thiền sư giảng. Ví dụ như người Việt Nam mình đó, thì mình phải điều kiện như thế nào để mà qua bên đó tu tập không bạch Ngài? Dạ, tại vì con biết được là Ngài đã hùng phước làm nhiều điều trong cái trường thiền đó, nên con cung thỉnh Ngài, Ngài giảng giải giùm cho con ạ. Con kính nhân bích đến Ngài. Alo, 123 123. Quý vị nghe rõ ha. Khi mà chúng ta tu tập thì dù đất nước nào đi nữa, trên cái căn bản của Tam Tạng Kinh Điển thì vẫn giống nhau, tức là trên cái nghi thức, trên cái pháp môn thì cái gì cũng giống nhau hết đó. Bởi vì dầu đó là nước Thái, nước Lào, nước Miên, vân vân, thì tạng luật là tạng luật, tạng kinh là tạng kinh. Thì ở đây biết nơi đó huấn luyện cho những vị đầu đà, tức là những vị mà giống như Ngài Kassapa. Ngài Kassapa là đệ nhất đầu đà trong thời kỳ của Đức Phật. Ngài thành tròn đủ 13 pháp đầu đà.
Khi mà thực hành về những cái pháp môn đầu đà thì cái việc luôn luôn có sự biết đủ, có cái tâm ly tham, tức là thích nơi thanh vắng, cũng giống như một nhà văn của Việt Nam, một nhà thơ của Việt Nam đã nói: ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Thì một nhà văn, một nhà thơ đã nói như vậy. Họ là người đời nhưng mà họ còn ưa thích như vậy. Còn bây giờ chúng ta là người tu mà thực hành hạnh đầu đà có nhiều phước báo. Cái phước báo đầu tiên là không thích nơi đông đảo ồn ào. Mà quý vị thấy nơi đông đảo ồn ào là cái nơi mà chúng ta tham gia là chúng ta dễ bị mắc dịch lắm. Thời buổi Covid này mà tìm những cái nơi mà đông đúc mà nhào vô là dễ bị ăn đòn. Cho nên cái hành đầu đà này cũng là một cái phương pháp để cho chúng ta coi như xa lánh, tìm nơi thanh vắng. Để rồi trong cái sự thanh vắng đó, trước tiên là chúng ta bảo vệ cho chính bản thân của chúng ta. Và ở nơi thắng thì chúng ta nhìn lại chính mình để thấy được thân thọ tâm pháp mình đang làm cái gì đây. Cho nên cái nơi mà huấn luyện để cho những cái vị đó trở thành những cái vị đầu đà, nghĩa là ghép mình vô trong cái sự tu tập nguyên mật, và thỉnh thoảng cũng bị Hồi giáo làm thịt. Tức là các vị nó vô rừng thỉnh thoảng cũng bị Hồi giáo canh me, cũng sát hại. Cho nên trong cái tu á, quý vị thấy là ta đi với nghiệp của ta do cái nhân duyên, chứ không phải là ai cũng thích đầu đà đâu. Tìm cái chỗ núi rừng để mà tu tập đâu phải là dễ. Nếu vị nào mà vô đó tương đối cái thiền của vị đó cũng có tiến bộ, có căn bản mới dám vô đó. Chứ nếu mà thiền của các vị này cái tâm mà không được định tĩnh, xin lỗi, con rắn nó bò cũng run, con khỉ nó hú cũng sợ. Tức là định lực của các vị này với một cái ý nghĩ mình tu tập để làm cái gì, và biết được cái mục đích của mình tu tập, chứ không phải là tu cho vui hay là ai sao tôi dạy, thì chắc chắn rằng không thể chọn những cái nơi vắng vẻ để mà tu tập. Thì hiện giờ ở bên đó là một cái trung tâm để huấn luyện các cái vị đầu đà. Và quý vị thấy rằng cái hình ảnh của những cái vị tăng mà khi mà xuất gia với một cái ý định giải thoát, tức là phải thanh lọc thân tâm của mình, thì các cái vị đó là thích những cái nơi thanh vắng. Như vậy chúng ta thấy trong trong những cái chương trình sinh hoạt mà của các vị mà ở bên Bangladesh thì vị thấy tuyệt vời. Người ta tu được, mình tu không được thì mình phải tùy hỷ, mình phải hùng phước để mình được hưởng sái. Chứ không phải người ta tu được rồi mình cái ô hay quá vô tay cười, không được. Mình cũng phải coi như là hỗ trợ như thế nào chứ, mình có điều kiện, nhưng mà vì công việc, vì hoàn cảnh, vì thế này, vì thế kia, đó chẳng qua là cái biện hộ thôi. Nhưng mà bây giờ phải hỗ trợ cho các vị đó, để coi như mình cảm thấy rằng an lạc khi nghĩ rằng ô sống chết nay mai, hôm nay khỏe, ngày mai mất dịch, là bà con họ hàng cũng không có đưa tiễn. Thì thôi bây giờ mày có bao nhiêu thì làm ước đi, chứ để rồi khi mình nằm xuống rồi chào hỏi rồi liên tiếp như vậy thì
uống cuộc đời, rồi cận tử nghiệp nó đến, rồi cái mình thấy ủa mình chẳng có đem theo được cái gì, cái đó là rất là buồn. Thôi sống ngày nào hay ngày đó ha, hít vô thở ra thì hết một ngày, mà thở ra không hít vô là tiêu trùng. Vậy thì với những cái sự mà thấy người ta làm được thì mình không làm được thì mình tùy hỷ, còn mình đứng ra khởi xướng thì mình quan hỷ. Thì bây giờ đó là một cái việc làm thiết thực ha. Rồi chết Nhật Quỳnh còn thắc mắc gì nữa không? Đúng rồi, Giang Nhật Hà cũng biết hết trơn hả? Nên là các vị đó nên chọn nơi thanh vắng, thì nhóm Hồi giáo này cũng canh me nơi thanh vắng để làm thịt mấy cái vị này. Khổ đế vậy tu và có cái tăng đoàn để bảo vệ. Nhưng mà quý vị thấy càng thanh vắng tâm mình càng an vui thì cũng bị những cái phiền não, tức là coi như nó canh me Hồi giáo. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì nữa không? Còn thời gian là 10 phút đó. Alo, cậu Phật này. Một Phật ngôn mà chúng ta thấy, ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Sao? Người đàn bà phá vị tăng này có bị quá máu không? Bây giờ Sĩ Kim đưa tay lên này. Sĩ Kim đưa tay lên rồi có câu trả lời. Thôi, câu trả lời là Sĩ Kim đi tìm cái bà đó mà hỏi đi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Sao tôi trả rồi quầy vốn thì trời. Con hỏi gì thì cũng trả lời quầy vốn, con chán quá sư ơi. Nhưng mà thôi con xin cảm ơn sư đã bỏ thì giờ sức khỏe để giảng dạy chỉ cách đọc câu kệ này cũng như giảng dạy cái sự câu kệ này. Con thấy chứ hỏi con thắc mắc gì không, con thắc mắc cái bà này bỏ phá vậy, bà có bị quả báo gì không? Rồi sư kêu con lên. Trời ơi, trời ơi là trời. Bây giờ phải nói cái gì đây? Cái câu kinh kệ này thì con thấy rất là hay. Cái chỗ mà người thường mà ưa thích mà không bị ưa thích. Nhưng mà phải công nhận rằng khi mà có Đức Phật hiện diện trên thế gian này, những người mà có duyên được Đức Phật kế tới thì có rất nhiều có rất nhiều phước trong quá khứ. Chẳng hạn như vị tăng này bị người đàn bà này lả lơi phá, nếu mà không có Đức Phật phóng hậu quang chiếu lợi để mà đặt cái câu kệ này và khuyến khích cái vị tăng này thì ngày này chắc phải xa vào địa ngục. Mặc dù ngài có đủ ba la mật nhưng mà với cái tâm sinh lý bình thường, nếu không có sự trợ giúp của Đức Phật thì có lẽ ngài sẽ xa vào cái bể dục của cái người đàn bà lẳng lơ này. Bà đi tới đi lui, bà quậy đủ thứ hết trơn, đến nỗi mà vị sư này rất kinh sợ luôn, sợ không biết bây giờ phải làm cái gì, không biết đứng dậy vậy, tức là toàn thân kinh sợ hết. Chính cái giây phút mà kinh sợ này, kinh cảm một cái cảm xúc một cách kinh hoàng sợ luôn, thì Đức Phật đã nhìn thấy vị sư này có đầy đủ ba la mật rồi, với lại đắc quả mà tứ tệ phân tích nữa là thứ dữ rồi, thì ngài mới phóng hậu quang mới đọc câu kệ này để cho vị này nhiều cái tinh tấn, nhiều cái khả năng để mà vượt khỏi những cái dục lạc này. Thì chính những lúc này thì những ba la mật của ngài đã trỗi dậy, thì ngài đã diệt đi cái dục lậu của mình, rồi hủ lậu, rồi kiến lậu, rồi vô minh lậu, ngài đắc luôn a la hán một lần luôn, tức là không phải tu đầu hoàng a la hán hết, thẳng đường tới luôn. Thì phải công nhận, phải nhận biết rằng, con nhận thấy rằng những người mà có việc mà sanh được trong thời Đức Phật mà được Đức Phật chú ý tới thì những này phần lớn đều được giải thoát hết. Bởi vậy khi mà có một vị Đức Phật ra đời đó
thì có một số chúng sanh không còn phải luân hồi nữa, biến mất trên cái tam giới này, không còn trở lại dục giới, cũng không còn lên sắc giới hay vô sắc giới mà ngồi trên đó mà cho lâu dài cái kiếp luân hồi. Thì con thấy giới nếu mà không có Đức Phật ra đời trong cái thời này thì ngài Angulimá với lại mấy vị tăng thì phải chắc phải đọa địa ngục lâu dài lắm, hết cái đó mới trồi lên được. Tại một vị tăng mà phạm giới tà dâm thì đã bị đọa địa ngục rồi, không giữ giới mà phá giống vậy, bị đuổi ra tăng đoàn vậy rồi. Nhưng mà với sự giúp sức của Đức Phật. Ờ trời, cũng như vậy có nghe tôi rõ không? Tại vì tôi để cái mic xa quá, có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Thiện Vũ. Quên đó, ngồi lúc mà sư giảng ngồi chỗ khác nghe cười, rung đùi cười. Lúc mà kêu lên tưởng đặt câu hỏi, tưởng sư trả lời. Trời ơi trời. Giơ tay kêu lên nói luôn. Thì con thấy rằng cái câu kệ này đã chính tỏ ra coi câu kệ nhắc về coi chính chính khả ai núi rừng Raman Niya Niya Ranya Niyakana Ramti Chano Vì Ta Ra Ga Ramisan Tinate Kha Magave Sino. Đó là khả ai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Chính vị sư này có nhiều ba la mật, khi mà xin cái chủ đề để mà đi thiền thì Đức Phật đã chỉ đó, ngài đã tìm ra một cái khu rừng mà vắng vẻ, chỗ đó là không ít người lại, mà ngài ngồi trong đó mà do những quả trong quá khứ bắt thiện, ngài gặp cái bà chằn này bà quậy. Nhưng mà với sự tiếp xúc của Đức Phật thì ngài đã trải qua cái vấn đề dục lạc này, và ngài đã nhờ câu kệ của Đức Phật khuyến khích nên ngài đã đắc quả vô A La Hán quả. Cái trí tuệ phân tích thì phải biết rằng cái mãnh lực của Đức Phật như ngài hiện diện rất là quy luật, rất là lớn, đánh bạc hết những cái gì để cho giúp cho cái vị sư này nó tập trung hết vào trong cái môn, vào cái đề mục của mình mà tiến tới giờ ráng lên thẳng đi đắc luôn quả vị A La Hán trong nháy mắt. Thì con đọc một câu này thì con không biết những vị A La Hán như thế nào, nhưng mà con đọc qua những câu chuyện các vị A La Hán đắc quả đó, cái gì cũng khác hết, ngay cả lúc mà cái đặc biệt nhất là của ngài A Nan Đá đó, khi mà ngài ngã lưng xuống ngài tiếp luôn ba cho là nhị đạo, tam đạo và tứ quả, và tứ đạo luôn, rất là chỉ cái ngã lưng thôi, có rất là những ngày đất đều có những cái trường hợp rất lạ, tùy theo cái nhân duyên cũng như cái nghiệp của các ngài ấy trong quá khứ. Thì càng học càng thấy rất là thích thú, còn thấy rất là ngưỡng mộ cái sự tu tập cũng như cái quyền lực, cái mãnh lực của Đức Phật mà giúp đỡ những vị này. Nếu không có Đức Phật hiện diện thì các vị này vẫn còn luân hồi cho đến khi nào đủ nhân duyên thì nó lên. Đức Phật đã giúp ngài đã cắt đi cái thời gian luân hồi. Thì con thấy câu kệ này con cũng tình cảm luôn nữa, nhưng mà con đọc hoài cũng thấy con thay đổi gì trơn. Cũng vui vẻ giống như vậy. Con cũng thấy cũng hết giờ rồi, con xin trả máy lại cho sư, và nếu con có gì mà sai con xin các sư, các cô tư nữ và quý đạo tràng chỉ bảo. Và con xin chúc quý vị có một buổi chiều an vui, và con xin trả máy lại ạ.
Alo, 123, 123. Liên ra ngoài vô cái nghe im ru à. Không biết cái kim nói nó xấu không tôi gì, không biết nữa. Chắc là quý vị cũng thấy hết giờ rồi cho nên không ai có ý kiến ha. Không biết hồi nãy giờ sĩ Kim nói cái gì. Sĩ Kim nói cái bà đó chặt sư đó, và bây giờ cái kết quả thế nào. Hồi nãy giờ nói chuyện với cái cô đó rồi thì bây giờ không biết nói chuyện sao. Và bây giờ sung sướng quá còn cười nữa chứ. Câu Phật ngôn 99 kết thúc phẩm A-la-hán. Mà quý vị biết đây là cái tầng thánh mà coi như là vô học chứ không phải là hữu học, mà đạt đến cái vị trí này là một cái vị trí mà gánh nặng đã đặt xuống, không còn cái gì để mà làm nữa, thiện và ác cũng bỏ qua luôn, chỉ còn chờ cái ngày lên được, tức là sẽ bỏ cái thân ngu uẩn này nữa là xong ngay. Rồi hết nói. Và câu Phật ngôn này kết thúc phẩm A-la-hán ha. Rồi tuần sau quý nghĩa là ngày sau chúng ta sẽ gặp lại và ôn cái phẩm A-la-hán này. Quý vị cảm thấy đó, cảm thấy chỗ nào thắc mắc thì chúng ta đem ra để sinh hoạt ôn lại ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với duyên sự ngày hôm nay cũng là một cái điều thiết thực cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Nơi nào ồn ào đông đúc thì chúng ta nên né đi, bởi vì những cái chỗ ồn ào đông đúc nó sẽ dễ bị lây nhiễm. Mà bây giờ thì cái dịch nó càng ngày càng phức tạp, thôi thì chúng ta hãy tìm nơi vắng vẻ, tìm nơi coi như ít người để nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình để cao cảnh giác, để vượt qua cơn dịch, đó là điều quan trọng. Rồi xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả độ hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêng ngoại lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, phụng trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chập chê nà sô thi vô hô tụ sa pa đà. Lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức, luôn đang lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin phép quý vị xin nhật quỳnh. Rồi luôn cả sĩ không nhật bận công việc đã đi ra ngoài thì xin phép đóng room luôn ha.